Báo cáo ngắn mới nhất của phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho thấy Hunter Biden và đối tác của mình đã kiếm được hơn rất nhiều so với những gì được báo cáo trước đây. Joe Biden phải chăng sắp phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng? Phe Cộng hòa tại Hạ viện đang có một chiến thuật mới. Chào mừng đến với Hoa Kỳ Chưa Tiết Lộ, tôi là Chris Chappell. Tổng thống Joe Biden cuối cùng đã xong đời. Ý tôi là về mặt chính trị, chứ không phải là... Và với tất cả những đặc vụ FBI kia ơi, tôi chỉ nói đùa thôi. Trong diễn biến tiếp theo của cuộc điều tra Hunter Biden của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Hạ viện, chủ nhiệm Ủy ban James Comer đã công bố báo cáo ngân hàng thứ ba nêu chi tiết các khoản chi trả cho gia đình Biden từ Nga, Kazakhstan và Ukraine. Ukraine chuyển tiền cho một người nhà Biden ư? Lại quả nhanh thế nhỉ? Báo cáo ngân hàng về Hunter Biden trích dẫn các sao kê ngân hàng từ ba tổ chức có liên hệ với Hunter, cũng như lời khai của đối tác Devon Archer của Hunter Biden, để tiếp tục chứng minh sâu thêm nữa việc bản thân Joe Biden có dính dáng tới tham nhũng. Và truyền thông dòng chính lại nhộn nhạo một lần nữa. Rất nhiều người chê bai bản báo cáo này, nói rằng nó chỉ xới lại những cáo buộc cũ và không đưa ra được bằng chứng nào mới. Thực tế là, theo phe Dân Chủ, bản báo cáo ngân hàng này chỉ là một nỗ lực đáng xấu hổ để phân tán sự chú ý khỏi những cáo trạng với Trump, điều mà theo phe Cộng hòa cũng chỉ là trò phân tán sự chú ý khỏi vụ điều tra Hunter Biden. Và cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại, họ đã bỏ từ vui vẻ ra khỏi vòng quay ngựa gỗ rồi. Vậy có gì trong bản báo cáo thứ ba này đây? Vâng, có một số thông tin là thông tin cũ, nhưng có một vài chi tiết mới kết nối các sự việc lại với nhau theo một cách hoàn toàn mới. Một cái mới là việc tiết lộ chuyện Hunter Biden và những cộng sự của anh ta đã nhận hơn 20 triệu đô la từ các nguồn nước ngoài. Và đó là nhiều hơn 10 triệu so với những gì người ta biết trước đây. Hồi nào có gì đâu, chỉ 10 triệu lẻ từ những người nước ngoài, đâu có đáng để làm to chuyện cơ chứ. Bản báo cáo này đã nghiên cứu kỹ lưỡng các mối quan hệ mờ ám của Hunter với tỷ phú người Nga Yelena Baturina, giám đốc công ty dầu mỏ nhà nước Kazakhstan ông Kenes Rakhishev và công ty Burisma của Ukraine. Từ bản báo cáo năm 2020 của Thượng viện Mỹ về Rosemont Seneca Thornton, một công ty đầu tư do Hunter Biden đồng sáng lập, đã nhận 3,5 triệu đô la từ Baturina năm 2014. Theo bản báo cáo ngân hàng này, 2,75 triệu trong số 3,5 triệu đô đó được chuyển cho Rosemont Seneca Thornton, đã tìm được đường chạy tới chỗ Hunter Biden và cộng sự Devon Archer của anh ta. Trong đó bao gồm số tiền chuyển cho Rosemont Seneca Bohai, công ty cũng được nhận tiền từ Burisma khi Hunter Biden còn là luật sư và thành viên giám đốc của Burisma. Điều thú vị là Baturina không nằm trong số giới tinh Anh Nga bị Biden cấm vận sau khi Nga xâm lược Ukraine. Nhưng tôi chắc đó chỉ là tình cờ khi Biden không trừng phạt cây ATM cũ của con trai mình thôi. Ý tôi là đối tác cũ. Vâng, một sự tình cờ ngớ ngẩn. Cùng thời điểm đó, Hunter Biden đã gặp Rakhishev tại khách sạn Hay Adams ở Washington, D.C. và sau đó nhận được từ ông này khoản tiền vừa sinh để mua một chiếc xe hơi thể thao đắt tiền. Cái xe này cũng không phải là thông tin mới, nhưng nghe tiếp này. Rakhishev và Baturina đã tham dự một bữa tiệc chưa được báo cáo nhắc tới trước đó cùng với chính Joe Biden. Tôi sẽ nói thêm ngày sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Lời khai từ đối tác của Hunter Biden là Devon Archer đã tiết lộ một số điều có thể giúp phe Cộng hòa cáo buộc Joe Biden tội tham nhũng. Chúng ta đã biết từ chiếc laptop bị vứt bỏ kia của Hunter Biden rằng Hunter Archer và một vài đối tác làm ăn người nước ngoài của họ đã ăn tối ở quán cà phê Milano tại Washington, D.C. năm 2015. Và Hunter còn mang theo cả cha mình nữa. Nhưng thôi nào, thế này có gì kỳ lạ đâu. Thì ai trong chúng ta mà chưa từng mời bố mình tới một cuộc họp làm ăn trị giá nhiều triệu đô la cơ chứ? Giống như tôi mời mẹ mình đi cùng tất cả các buổi hẹn hò đầu tiên vậy. Bình thường thôi mà. Nhưng Archer còn nhắc tới một bữa tối khác cũng diễn ra ở cà phê Milano vào mùa xuân năm 2014, cùng thời điểm với khoản tiền trả cho chiếc xe mới của Hunter và không lâu sau, màn chuyển khoản 3,5 triệu đô la từ Baturina. Và đoán xem ai đã tới đó? Người trả tiền mua chiếc xe Rakhishev, tỷ phú người Nga Baturina và Thủ tướng Kazakhstan lúc đó ông Kari Massimov. Và các bạn đoán xem, Joe Biden. Theo như đưa tin, Joe Biden đã ở đó trong thời gian khá dài cùng với các đối tác mờ ám của Hunter tại các bữa tối kể trên. Ông ta ở lại đó để tham gia vào các trao đổi chăng? Hay ông ta chỉ muốn ăn món kem ở cà phê Milano thôi? Cả hai lý do đều ngang nhau. Đó là chưa tính tới việc có trên dưới 20 lần Hunter đã cho bố mình nghe loa khi nói chuyện điện thoại với các đối tác làm ăn. Giờ thì xin nhớ lời khai này chỉ xuất phát từ Archer, và bản thân Archer đã khai rằng Anh ta không biết liệu cá nhân Tổng thống có liên quan tới các giao dịch làm ăn của Hunter hay bất cứ thứ gì bất hợp pháp hay không. Theo anh này, Hunter chỉ tạo cho người ta cảm giác là anh ta có thể tiếp cận được với cha mình. Mặc dù tôi không chắc cảm giác đó nhiều cỡ nào khi đã có cả điện thoại và bữa tối dính vào đầy nữa. Phe Cộng hòa vẫn chưa cáo buộc Biden bất cứ tội nào, gồm cả việc trực tiếp nhận hối lộ. Việc này một lần nữa khiến nhiều kênh truyền thông dòng chính và chính quyền Biden đặt câu hỏi, đâu hối lộ đâu? Nhưng có một thứ có thể thực sự khiến bản thân Joe Biden lâm vào rắc rối to. Biết rằng sẽ khó mà chứng minh được việc Joe Biden trực tiếp nhận tiền và thay đổi chính sách để có lợi cho con trai mình. Phe Cộng hòa đang đổi chiến lược. Họ đang lập luận rằng không cần các khoản chuyển tiền trực tiếp mới chứng minh được Tổng thống Biden tham nhũng. Thật là một tiết lộ gây sốc khi phe Cộng hòa thực sự biết cách thay đổi chiến lược. Thường thì họ chỉ toàn chăm dùng mãi một chiêu bảo thủ như ai đó có tổng điểm 11 trong ván xì rách vậy. Phe Cộng hòa thực chất đang lập luận rằng cá nhân Biden được hưởng lợi từ các giao dịch làm ăn của con trai nhưng không nhất định là thông qua các khoản tiền trực tiếp. Lập luận chính là với Joe Biden, giúp Hunter và những người thân khác trong gia đình chính là lợi ích, chứ không cần phải là tiền. Báo cáo viết, những người biện hộ cho Tổng thống Biden đưa ra một lời biện hộ yếu ớt bằng cách kiên quyết buộc Ủy ban phải đưa ra bằng chứng nhận tiền trực tiếp của Tổng thống để chứng minh tội tham nhũng. Đây là một tuyên bố không trung thực mà không người Mỹ nào chấp nhận nếu các thành viên gia đình họ nhận tiền hoặc hối lộ từ nước ngoài. Thực tế là luật xem những khoản tiền trả cho các thành viên gia đình để ảnh hưởng tới thành viên khác của gia đình cũng có thể cấu thành một khoản hối lộ. Theo phe Cộng hòa, Hunter Biden đã đem lại điều mà các thực thể nước ngoài mong muốn, được tiếp cận với Joe Biden. Comer nói rõ ràng là Joe Biden đã biết về những giao dịch làm ăn của con trai mình và cho phép bản thân trở thành thương hiệu được đem bán để làm giàu cho gia đình Biden khi ông ta là Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Với lập luận này, khi Hunter Biden nhận được khoản tiền nghi vấn, sản phẩm mà anh ta bán chính là Joe Biden, và đó là tham nhũng. Đừng quên là ngày xưa một phần số tiền đó đã được nói là để dành cho ông lớn. Đó là lý do phe Cộng hòa giờ đang tìm kiếm lời khai nhân chứng để xác định xem liệu Joe Biden có chủ ý cho con trai mình bán thương hiệu của ông ta ra nước ngoài không. Thương hiệu Biden ư? Tôi lại không lo về một Tổng thống tham nhũng bằng một Tổng thống nói chuyện cứ như thể là một người gây ảnh hưởng trên Instagram. Phe Dân Chủ không vui chút nào. Nhà Trắng cáo buộc phe Cộng hòa rời cột mục tiêu một cách đáng xấu hổ. Mà đó lại chính xác là những gì báo cáo nói về Nhà Trắng, vốn lúc ban đầu tuyên bố Biden không biết gì về việc làm ăn của con trai, và giờ lại nói Tổng thống không tham gia vào việc làm ăn của con trai. Nhưng đây mới là điều thực sự nhức nhối đây. Rất nhiều kênh truyền thông dòng chính đã tin và đăng lại những phản ứng từ các nguồn thân Biden. Họ nghiêng hẳn về cách vụ điều tra Hunter Biden được đưa tin. Hãy lấy những bản tin của tờ Washington Post về cái laptop bị vứt bỏ của Hunter làm ví dụ, trong đó có những thông tin về các cuộc hẹn ăn tối. The Post chủ yếu dựa vào một loạt các phụ tá của Biden, những người nói laptop của Hunter là trò giả mạo thông tin của người Nga và phủ nhận những cáo buộc nói Joe Biden tham dự các bữa tối mờ ám. Tuy nhiên, theo Archer, báo cáo của Washington Post là không đúng. Vì những bình luận của ông ta, tờ Washington Post đã bí mật chỉnh sửa lại một chút. Chà, thế này mất mặt quá. Mừng là họ đã không phải làm điều tương tự với những thuyết âm mưu ngoài rìa khác, mà sau này lại trở thành sự thực ấy. Những thay đổi của Washington Post có việc cập nhật lại các thông tin đã được kiểm chứng trước đó như bài này. Nhưng tờ Washington Post không công khai nói họ đã chỉnh sửa cho tới khi Real Clear Investigation phê bình họ vì vụ đó. Comer nói, phe Cộng hòa tại Hạ viện cuối cùng sẽ triệu tập các thành viên gia đình Biden. Và tất nhiên còn phụ thuộc vào thứ họ tìm thấy. Đây có thể là dấu chấm hết cho Biden. Ý tôi là sự nghiệp chính trị, chứ không phải... Tôi đùa thôi. Nhưng gia đình Biden có thể tránh được nhiều sự nghi ngờ nếu các giao dịch tài chính của họ trong sạch. Như khi chính bạn, khán giả của Hoa Kỳ Chưa Tiết Lộ, tài trợ một khoản nhỏ cho chúng tôi tại địa chỉ patreon.com/AmericaUncover bằng cách bấm vào nút màu cam này. Đừng lo, bạn sẽ không phải tài trợ một khoản đủ lớn để mua một chiếc xe thể thao đâu. Nhưng bạn vẫn có thể làm vậy nhé. Và hãy bấm vào video này để xem chúng tôi phân tích sâu về cáo trạng thứ 3 với Trump. Và đó sẽ là vòng quay ngựa gỗ chính trị và chẳng vui vẻ chút nào. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ Chưa Tiết Lộ.